Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, trực tiếp đội tuyển U17 Việt Nam đấu đội tuyển U17 Yemen và đội tuyển nữ Việt Nam đấu câu lạc bộ Frankfurt ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6. Hai trận cầu vô cùng hấp dẫn và chúng tôi sẽ cố gắng để gửi đến quý vị và các bạn link trực tiếp của trận đấu này một cách nhanh nhất nếu chúng tôi tìm được. Hy vọng rằng quý vị bạn có thể cập nhật những đường link mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bạn trong phần dưới ở bình luận trong video ngày hôm nay của Tuyển bóng đá nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với một câu lạc bộ tại Đức, đó là Frankfurt vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương ngày 10 tháng 6 ngày hôm nay. Chia sẻ tại buổi tập trước trận đấu, huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết đó là ban huấn luyện đã có những tính toán và đã có những điều chỉnh cường độ tập luyện để cho những cầu thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất ở trong trận đấu này. Hiện nay thì thời tiết tại Frankfurt ở thời điểm này đang duy trì ở một nhiệt độ rất lý tưởng là từ 26 đến 28 độ C. Có nắng thế nhưng không gây mệt mỏi dành cho những cầu thủ và thầy Trung có chia sẻ như thế này. Ở buổi tập hôm nay thì chúng tôi cũng giảm bớt cường độ và khối lượng để cho những cầu thủ có một trạng thái tốt nhất cho trận đấu này. Từ khi ở Việt Nam tới những ngày vừa qua tại Đức thì toàn đội đã tập với một cường độ rất cao cho nên bây giờ thì chúng tôi cũng đã giảm dần. Sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Đức mà trở về Việt Nam, đội sẽ tiếp tục tăng cường thêm một lần nữa. Đó là những gì mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ về kế hoạch tập luyện của toàn đội. Và vào buổi chiều ngày 9 tháng 6, thì ban huấn luyện đã cho những cầu thủ tập pressing cùng với những bài tập nhỏ về việc xoay sở ngắn, tăng khả năng khéo léo. Và nói về các trận đấu sắp tới thì thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam có khẳng định như thế này. Ba trận đấu tại Đức và trận đấu tại Ba Lan đều rất quan trọng. Đây những đối thủ có một trình độ rất cao để chúng ta có thể làm quen trước khi bước vào chiến dịch của vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận đấu một, sắp xếp con người, thử nghiệm đội hình để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Và ngày hôm nay thì ngày 10 tháng 6, đội tuyển U17 Việt Nam cũng sẽ có một trận đấu giao hữu với đội tuyển U17 Yemen. Đây là trận đấu được đánh giá là rất cân tài cân sức với đội tuyển U17 Việt Nam, khi mà đối thủ được đánh giá là một đội bóng có kỹ thuật cá nhân rất tốt và rất khỏe. Vì vậy đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn cho đội tuyển U17 Việt Nam. Thế nhưng có thể khẳng định một điều rằng đây là một trận đấu giao hữu rất quan trọng và thực sự là chất lượng dành cho đội tuyển U17 Việt Nam để chúng ta chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023. Hiện nay thì chúng ta cũng đang chờ đợi xem rằng là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ có những màn thể hiện như thế nào tại Thái Lan ở giải đấu sắp tới đây. Sau khi bất thành trong việc đó đưa đội trẻ có được cái tấm vé tham dự U20 World Cup thứ hai, hiện nay huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng đã bước vào việc thực thi cái sứ mệnh khác, đó là việc dẫn dắt đội tuyển U17 Việt Nam đá vòng chung kết U17 châu Á tại Thái Lan. Giải đấu này cũng là vòng loại cho World Cup U17 vào tháng 11 tại Peru, mà châu Á thì có 4 suất để có thể tham dự World Cup thôi, tức là 4 đội tiến tới vào bán kết thì sẽ được tham dự giải đấu này. Hiện nay thì đội tuyển U17 Việt Nam nằm tại bảng D với các đối thủ rất mạnh như là Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ sẽ thi đấu từ ngày 17 tháng 6 trên sân Samasat ở Bangkok. Đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay đang đứng đầu bảng ở vòng loại khi ấy do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Trong đó thì có trận đấu cuối cùng khi mà chúng ta thi đấu ấn tượng thắng Thái Lan với tỷ số đậm đà đó là 3-0. Và bước vào vòng chung kết ở bảng D cho thấy rằng sẽ không dễ như chơi vòng loại, khi mà các đội cùng bảng cũng đều có một cái nền bóng đá trẻ được đầu tư cực tốt. Nhật Bản thì đương nhiên rồi, họ vẫn là đội bóng hàng đầu tại châu Á trong việc là phát triển bóng đá trẻ. Còn với Uzbekistan thì truyền thống phóng bóng đá trẻ của đất nước này thì cũng là rất mạnh. Và nhất là trong nửa thập niên, các đội U23, U20 của họ liên tục lên ngôi tại châu Á và cũng đã có rất nhiều những giải đấu ấn tượng. Một đội bóng giao thoa giữa nét châu Á và châu Âu lại có sức mạnh dựa trên những cá nhân có một tố chất vô cùng tuyệt vời. Nhìn vào những con người và thực lực và tính truyền thống của các nền bóng đá thì những đối thủ tại bảng D đương nhiên là rất khó tranh chấp với những đội bóng như là Nhật Bản. Còn lại với những đội tuyển như U17 Ấn Độ thì hiện nay đội tuyển U17 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua và tấm vé tiến đến vào trận bán kết đương nhiên sẽ là một trận đấu được coi rằng là sống còn với đội tuyển U17 Uzbekistan. Nếu có được kết quả trước đội bóng này thì tôi tin rằng là đội tuyển U17 Việt Nam sẽ làm nên chuyện và việc chúng ta tiếp tục có mặt tại một vòng chung kết của giải U17 World Cup thế giới thì đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nói về lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển U17 Việt Nam thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và bạn một lần rồi và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục sẽ gửi đến quý vị và bạn một lượt thông tin về lịch thi đấu cụ thể hơn nữa.
Đó là vào ngày 17 tháng 6 vào lúc 19 giờ thì đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với Ấn Độ. Vào ngày 20 tháng 6 thì Việt Nam sẽ đấu với Nhật Bản và khung giờ đó là 17 giờ. Và cuối cùng vào ngày 23 tháng 6, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Uzbekistan và khung giờ đó là 19 giờ. Hy vọng rằng trong trận đấu đầu tiên vào ngày 17 tháng 6 thì sẽ là một kết quả tốt, một chiến thắng dành cho đội tuyển U17 Việt Nam và chúng ta sẽ có một trận đấu bản lề với Nhật Bản trong ngày 20 tháng 6. Và nếu có một kết quả, có lẽ rằng một trận hòa thôi thì cũng đã đủ tốt để cho đội tuyển U17 Việt Nam có thể nghĩ đến tấm vé đến tới vòng sau khi mà cuộc cạnh tranh cuối cùng chúng ta sẽ đối đầu với Uzbekistan. Còn hiện nay thì cũng một thông tin cũng rất đặc biệt liên quan đến trận đấu giao hữu sắp tới của một số các đội bóng và đặc biệt đó chính là Indonesia. Hiện nay ông Shin Tae-yong lại có nói như thế này, đó là ông ấy thiếu niềm tin vào trận đấu gặp đội tuyển Argentina. Theo kế hoạch thì cầu thủ của Argentina, trong đó đương nhiên là có một cầu thủ đặc biệt rất nổi tiếng đó chính là Lionel Messi, sẽ di chuyển đến Jakarta để thi đấu với đội tuyển Indonesia vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Và đương nhiên với sự xuất hiện của một siêu sao bóng đá thế giới người Argentina như Lionel Messi thì đương nhiên sẽ thu hút một sự quan tâm cực kỳ đông đảo của đội bóng xứ sở vạn đảo nói riêng và tất cả các cổ động viên của khắp Đông Nam Á cũng như châu Á nói chung. Và vừa qua tờ Bola Sport của Indonesia đã có một bài viết chỉ ra rằng Indonesia hoàn toàn có đủ khả năng để cầm hòa Argentina. Tuy nhiên Hun Sen Tae-yong lại tỏ ra thiếu niềm tin và các học trò ở hai trận thi đấu giao hữu tới đây khi mà ông ấy có nói như thế này. Sau khi giải vô địch quốc gia Indonesia kết thúc thì các cầu thủ đã có một kỳ nghỉ dài rồi mới lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Vì vậy mà thể lực mọi thứ khác của những cầu thủ là không thực sự tốt. Dù cả đội đang rất nỗ lực để cải thiện vấn đề về mặt thể lực, sức mạnh nhưng về cơ bản là chúng tôi không có đủ thời gian. Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã sớm đưa ra vấn đề này ra tham luận và mong muốn rằng các câu lạc bộ họ sẽ hỗ trợ. Bởi vậy tôi rất không hài lòng và tự hỏi tại sao những cầu thủ lại được nghỉ dài để rồi sa sút về mặt thể chất đến như vậy. Các bạn có thể thấy rằng là Palestine họ xếp hạng 93 FIFA, còn Argentina là nhà vô địch của World Cup. Chúng tôi thực sự thấy mình khó mà làm được gì trước các đối thủ như thế này. Tôi chỉ đang cố gắng tăng cường về sức mạnh, thể lực cho những cầu thủ để họ có một màn trình diễn tốt ở trong trận đấu sắp tới thôi. Và tôi cũng chỉ mong rằng các cầu thủ sẽ làm được hết sức, đồng thời chấp hành các chỉ đạo đến từ huấn luyện viên. Và cũng không chỉ có ông Shin Tae-yong mà rất nhiều các chuyên gia của Indonesia như là ông Muhammad Kusali cũng tỏ ra rất lo lắng cho đội tuyển Indonesia. Và ông này có phân tích như thế này. Sự khác biệt về trình độ giữa hai đội bóng là quá lớn. Vì vậy trận đấu thực sự có thể là cản trở về mặt tâm lý và sự tự tin của những cầu thủ của đội tuyển Indonesia. Các huấn luyện viên cũng khó tìm thấy khả năng của những cầu thủ khi mà đối thủ của chúng tôi là những Messi và đồng đội. Cơ hội thử nghiệm và chiến thuật của trận đấu này có lẽ rằng là gần như là bằng không. Hiện nay thì trên bảng xếp hạng của FIFA, Indonesia xếp tận thứ 149. Dù gần đây thì sức mạnh của Indonesia dưới thời của ông Shin Tae-yong đã có rất nhiều sự cải thiện. Thế nhưng với Palestine thì họ vẫn là cửa dưới và đương nhiên đối đầu với đương kim vô địch World Cup thì có lẽ rằng đó là một khoảng cách vô cùng xa vời. Được biết thì bên phía liên đoàn bóng đá của Indonesia họ chi ra một số tiền lên tới khoảng 100 tỷ Việt Nam đồng để mời được đội bóng đương kim vô địch World Cup đến đây để thi đấu, giao hữu với đội nhà. Thế nhưng đây quả thực là một số tiền nếu như là với các cổ động viên bóng đá Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng không muốn xem đâu. Đương nhiên là được chứng kiến các ngôi sao đẳng cấp nhất thế giới đến đây thi đấu thì cũng là điều tốt thôi. Nhưng để bỏ ra tới con số lên tới khoảng 100 tỷ đồng thì thực sự nó con số mà chúng tôi cũng không mong muốn chúng ta phải tốn kém đến như vậy. Đương nhiên thì mỗi đất nước, mỗi một nền tài chính khác nhau thì họ có tiền thì họ cũng có thể làm được điều đó thôi. Nhưng với chúng tôi, Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần thiết đến mức là phải quá phí phạm được như vậy, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tiểu Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tiểu Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.